không hổ danh là ông hoàng của xe thể thao hạng trung. CBR600RR Phoenix cho người lái cảm giác phấn khích khi thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ mất 3 giây ở những đoạn đường vắng. Ở tốc độ trên 120 km/h, do tác động của khí động lực, đầu xe được ghim chặt xuống đường giúp cho người lái dễ dàng điều khiển khi ở tốc độ cao. Nhờ hệ thống trợ lực tay lái hiệu quả, tay lái ít tạo cảm giác rung. Xe được trang bị động cơ DOHC 599 phân khối, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, có công suất cực đại 108 mã lực tại tốc độ vòng tua 13.000 vòng một phút. Hộp số 6 cấp với 2 bước số vận hành khá mượt. CBR600RR Phoenix sở hữu khung sườn làm bằng chất liệu nhôm hợp kim và giảm xóc rolling mà các dòng siêu mô tô thể thao trên đường đua MotoGP hay sử dụng. Nhờ đó xe vận hành một cách mượt mà cả trên những cung đường gồ ghề lẫn trên đường bằng phẳng. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS thế hệ mới, giúp người lái có thể hãm tốc nhanh hơn cũng như mang lại sự an toàn tốt hơn với loại phanh thông thường. Một số điểm đáng chú ý mà tôi cảm nhận ở chiếc xe đó là phần kính chắn gió của xe rất là cao, và đây sẽ là một cái nơi núp gió lý tưởng cho các tay lái để tận hưởng tốc độ cao cùng với chiếc xe. Thứ hai đó là trợ lực của xe được thiết kế khá là tốt, do đó tay lái của xe không hề bị rung kể cả khi chúng ta đi ở tốc độ tương đối cao. Một điều nữa đó là trong dòng 600 phân khối thì đây thực sự là một mãnh thú về tốc độ, bởi vì chiếc xe được trang bị sức mạnh lên tới gần 110 mã lực. Và cái một điểm cuối cùng, một điểm rất là thu hút đó là phần vỏ của xe. Tem xe được thiết kế khá là bắt mắt, độc đáo, và đây là một cái điểm mà chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người khi chúng ta sử dụng chiếc xe ở trên đường.